Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giao lưu với các bạn phương pháp chúng ta các kiểu mullet layer World Cup nha. Đầu tiên chúng ta sẽ phân khu như trong video, các bạn sẽ phân một đường trung tâm giữa sống mũi gióng thẳng về phía sau để chia tóc thành nửa bên trái và nửa bên phải. Xác định được đỉnh điểm cao nhất của đầu, chia một đường xuống vuông góc xuống 6 tai nha. Và các bạn sẽ đo 3 đúc ngón tay, tính từ đỉnh tai gióng thẳng lên, chia một đường song song với mặt đất, chia ra phía trước để chia ra khu mai ở bên dưới. Còn tóc phía sau là mình sẽ xác định điểm lồi nhất phía sau, chia một đường vòng cung xuống liên kết với đường chia ở phía trước nha. Và đây là hiệu quả quá trình phân khu. Bây giờ mình lấy bước cắt mình sẽ cắt phần tóc khu mai trước. Các bạn đo khoảng 4 cm, hoặc là chúng ta sẽ để khoảng 4 ngón tay xếp cạnh nhau, nâng lên góc độ là 135 độ và cắt theo đường chuẩn mới cắt đấy. Chúng ta nâng hết lên và cắt một đường này là xong cái phần mai của kiểu mullet layer World Cup này rồi. Phần tóc bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện nhá. Đây là phương pháp cắt ứng dụng nên chúng ta sẽ cắt rất là nhanh và hiệu quả. Đây là hiệu quả tiếp theo ạ. Ok rồi thì mình sẽ tiến hành đo hai bên bằng nhau rồi chúng ta sẽ cắt phần tóc ở phía sau. Các bạn sẽ lấy một chút đường chuẩn ở phần tóc khu mai nhá và cũng nâng lên góc độ là 135 độ và đường cắt là cắt 90. Ta cắt theo đường chia vòng nha, chúng ta sẽ cắt đúng vòng như vậy nhá. Và các bạn có thể sử dụng đường chia zigzag để cho bài cắt này được mềm mại hơn. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự đối với bên đối diện, việc cắt như này sẽ giúp chúng ta tạo form rất nhanh và tạo hiệu quả cực kỳ là ổn nhá. Nó rất là cân nhau giữa hai bên. Sử dụng cùng một phương pháp để mọi người hoàn thiện hết nha. Lưu ý trong quá trình chúng ta cắt từng chút một xung quanh con đầu thì mặt cắt nó được tròn và nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ trải xuống và mọi người quan sát nha. Mọi người thấy không ạ? Kết quả là rất là nhanh thôi và rất là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ thả phần tóc ở phía trên xuống và tóc phía trên này do có xoáy nên mình sẽ chia phát tán nha. Đầu tiên chúng ta sẽ chia các mảng trước ra để các bạn có thể quan sát. Bên ngoài các bạn đang gọi một cam, một quyết, một bưởi gì đó. Học theo tiêu chuẩn là chia phát tán. Bây giờ mình sẽ thả tóc ở phía trên xuống và chúng ta sẽ cắt đúng bằng phần ở bên dưới của tai đi xuống khoảng 1.5 cm nhá. Gióng từ cái điểm thấp nhất của tai các bạn sẽ gióng xuống. Và chúng ta sẽ cắt quyết định độ dài, sau đó chúng ta sẽ nâng lên góc độ là 90 độ so với mặt đất và hạ dần góc độ, chúng ta sẽ cắt xuống dưới nha. Cắt làm sao mà phần tóc ở bên trên sẽ dài hơn bên dưới khoảng 1 đến 1.5 cm hoặc là 2 cm nha. Vì phương pháp cắt này là phương pháp cắt bất liên kết để tạo giữ lại cái phần tóc dài bên trên, tạo khối cho phần tóc bên trên nó được bồng bềnh hơn nha. Bây giờ mình sẽ cắt nâng dần góc độ lên như các bạn đang quan sát. Chúng ta có thể nâng quá lên góc 90 độ so với mặt đất một chút để tạo độ tròn đều nha. Đúng không? Nhưng mà chúng ta không được nâng cao quá rất dễ sẽ bị hụt nhé. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự với bên đối diện, cũng sẽ nâng góc độ là 90 độ so với mặt đất và hạ dần góc độ xuống khoảng 4-5 độ so với mặt đất ở bên dưới. Và mọi người cắt thôi, 90 độ so với mặt đất như thế nào? Như là chúng ta sẽ nâng song song một chút với mặt đất nha. Và mọi người cắt nha, đây là cắt cái tầng lớp này, nó không phải tầng lớp cao lắm. Đó, sẽ tạo độ ôm cùng và độ nặng của tóc ở phía trên. Tóc phía dưới là chúng ta cắt layer, phía trên chúng ta sẽ cắt dạng là graduation nhá. Tiếp tục mình sẽ chia phát về phía sau như này để mình kiểm tra xem có cái góc nhọn là mình sẽ cắt góc nhọn đi để cho nó mềm mại nhá. Nếu góc nhọn mà dài hơn phần thành bên dưới, các bạn sẽ cắt đi ngắn hơn phần thành bên dưới ấy. Phần khu vực bên dưới khoảng 0.5 cm và trải hết sang hai bên để cắt nhá. Đó, rất là tròn. Bên diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt phần tóc phía trước. Tóc phía trước ở khu phía trên ấy thì chúng ta sẽ chia một lớp mỏng tóc ở giữa trung tâm của khuôn đầu phía trước. Sau đó các bạn sẽ lấy một chút phần tóc ở phía trước để thả xuống 0 độ, vắt qua mắt để xác định chúng ta cắt phần mái nhà để máy bay. Sau đó chúng ta sẽ trải hết phần tóc này lên và quan sát đường chuẩn bên dưới. Các bạn sẽ nâng góc độ là 90 độ và đường cắt 90 cắt theo đường chuẩn ở trước đó. Chia đôi đường chuẩn này và mọi người sẽ tiếp tục kéo hết về hướng về phía trước chúng ta cắt nha. Hay gọi là góc vuông 3. Hoàn cắt thế này sẽ giúp cho phần tóc của hai bên được giữ lại và nó sẽ chạy đều đều sang hai bên dạng máy bay nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chia tiếp lớp tóc ở giữa khuôn đầu như các bạn đang quan sát khoảng 2 cm. Sau đó các bạn sẽ lấy một chút phần tóc ở khu chu phía sau nữa mình cắt đấy và cắt kết nối với phần tóc ở phần mái. Đó, chúng ta đo hai đầu này xem góc độ như thế nào thì các bạn sẽ nâng đúng góc độ đấy. Thường nó sẽ rơi vào góc độ khoảng 75 độ là đẹp nhá. Các bạn sẽ cắt liên kết giữa phần tóc phía sau và phần tóc phía trước, cắt đi phần tóc thừa ở giữa này. Các bạn chia đôi đường chuẩn và chia tiếp lớp mỏng tóc tiếp theo và tiến hành chúng ta cắt theo đường chuẩn, nâng theo góc độ là vuông 4 nha. Nghĩa là các bạn sẽ nghiêng dịch 2:1, 3:2 và 4:3 để cắt. Chúng ta sẽ kéo hết về cùng một hướng để mọi người cắt nha. Bên đối diện chúng ta sẽ sử dụng cùng một phương pháp tương tự. Các bạn đã quan sát và bài cắt này mình đang thực hiện, đây là bài cắt thịnh hành thứ 4 mullet layer World Cup này, mình lên cho các bạn khóa thợ phụ lên thợ chính K328 nha. Đấy, như mình đã nói trong các video trước, thường là mình sẽ lên video, mình sẽ cắt như này trước, sau đó mình sẽ dựng video cho các bạn ấy. Rồi các bạn sẽ nhìn theo, các bạn sẽ cắt theo và mình và một giáo viên nữa sẽ theo hỗ trợ nhá. Bây giờ mình sẽ cắt bước tiếp theo, các bạn sẽ trải hết phần tóc khu chu phía trước ra và chúng ta trải sang hai bên, nâng khoảng góc độ là 20 độ nhá. Các bạn sẽ cắt kết nối giữa phần tóc ở khu chu phía sau và phần tóc khu mái phía trước, cắt hơi vát lên một chút. Và như vậy chúng ta đã được cái form tóc rất là nhanh và gọn đúng không ạ? Ok rồi, cắt xong cái khung rồi, cắt xong cái form rồi thì bây giờ là việc là có bay bổng hay không, là cái khâu chúng ta tỉa đây. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái răng cưa tỉa gân luôn nha. Các bạn sẽ tỉa đầu tiên là tỉa từ chân ra thân. Đó, để nó
giảm thiểu cái độ tóc và tạo độ cụ và độ bay nha. Sau đó các bạn sẽ sử dụng kéo răng cưa với độ đi tóc khoảng 15-20%, tiếp tục sẽ chia mảng dọc xung quanh khuôn đầu và các bạn sẽ tỉa phần tóc ngọn ấy, và sau đó mình sẽ ra phần mai, mình tỉa cho phần mai nó mỏng đi thì nó sẽ được mềm mại nha. Thường là cái kiểu tóc ngắn này mai nó sẽ có độ phồng rất là lớn, các bạn cắt ngắn nó phồng lên nhiều không ạ, thì nó sẽ có độ dày, các bạn cần phải tỉa mỏng đi nó sẽ đẹp nhé. Bây giờ mình mới sấy khô này, sấy khô xong thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa tiếp. Các bạn lại nâng lên, chúng ta sẽ quan sát phần tóc nào chưa liên kết, các bạn sẽ tiến hành tỉa nha. Chúng ta hơi nghiêng lưỡi kéo khoảng 5 độ so với tóc thì chúng ta tỉa đạt hiệu quả, nó sẽ nhanh bay tóc, bay cái ngấn đi hơn nhá. Thường chỗ này sẽ có một chút ngấn này. Bây giờ mình sẽ kéo phần tóc phía trên lên và mình sẽ chuốt xuống để tạo độ liên kết nhá. Bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Đấy, các bạn thấy không ạ? Khi tỉa xong rồi sấy khô tự nhiên này, tỉa xong là nó có độ tròn, độ bay rồi. Nếu như là tóc thật ý, thì chúng ta cũng không phải nhất thiết phải sấy đâu. Còn đây là tóc canh, tóc nó hơi cứng, hơi thô ý, thì mình sẽ chia ra như này, mình sẽ tạo kiểu nhá. Tóc bên dưới này để nhanh thì mình sẽ lấy cái máy tạo kiểu xoăn giả, mình sẽ làm cho nó vảnh ra. Đó. Phần tóc phía dưới này thường thì không cần làm, nó cũng vảnh rồi vì nó gập cái vai, nó cũng vảnh ra rồi, đúng cái form rồi. Tóc phía trên mình sẽ lấy máy sấy mình sấy cho nó nhanh nhá và được mềm mại. Đó, sử dụng cùng một phương pháp mình sẽ sấy. Các bạn lưu ý trong quá trình sấy thì cái phần tóc ngay bên trên cái phần tóc vảnh kia nó sẽ ôm cụp sang hai bên nhé, để nó chạy cùng với cả cái mai này. Đó, các bạn sấy làm sao cho thật là cẩn thận để mai nó chạy hơi hướng về phía trước nha. Tiếp tục mình sẽ chia tiếp lớp mỏng tóc tiếp theo, càng lên trên cao thì các bạn sẽ nâng cao góc độ sấy lên nhá, ít nhất là 90 độ so với khuôn đầu, hoặc các bạn nâng cao hơn được để tạo độ phồng nha. Phần tóc hai bên này không cần độ phồng đâu, các bạn sẽ sấy và kéo nó về chéo về sau để tạo độ bay về sau nha. Tiếp tục cứ như vậy, các bạn sẽ chia từng lớp mỏng tóc mỏng ra phía trước, vắt chéo ra phía trước và tiến hành sấy nha. Đầu tiên sấy một đường ở giữa trước, sau đó các bạn sẽ sấy một đường hai bên thì nó tạo cái độ bay này nhìn rất đẹp đúng không mọi người. Đó, phần tóc hai bên này mình sẽ không nâng góc độ lên nữa nha, mình chỉ kéo về phía sau thôi. Nâng góc độ là mình sẽ nâng góc độ ở chính cái phần tóc ở giữa này thì mới tạo độ phồng nha. Ok rồi, mình sấy qua phần tóc mái, hiệu quả đây rất là đẹp đúng không ạ, có độ bay bổng. Đó, mình chưa tỉa khô nha, mình chỉ tỉa qua một chút thôi. Và tí nữa mình sẽ tỉa tạo cái độ phát và cái thớ nó chạy nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ tỉa chi tiết này, các bạn sẽ kẹp gọn từng phần này lên và chúng ta sẽ tỉa phần dưới, dưới là mình sẽ tỉa bên trên. Đó, khoảng không ở đâu thì tóc nó chạy về đấy, mình muốn nó vảnh lên thì mình sẽ tỉa bên trên thôi. Cái khoảng không bên trên thì tóc ở bên dưới nó sẽ có chiều hướng, nó sẽ có thể là chạy vảnh lên, và với cái vai của khách hàng nó sẽ đẩy cái tóc lên thì lại đúng kiểu mình mong muốn thôi. Phần tóc tiếp theo tiếp giáp thì mình sẽ tỉa mỏng lên thôi bằng cách chuốt ở giữa thân nhé. Đó, nên phần tóc ở trên khu hậu não này, nhưng phần lồi nhất là trên khu đầu phía sau ấy, thì bắt đầu mình mới tỉa tạo thớ này. Họ sẽ tỉa và chúng ta hất tóc lên và chúng ta sẽ đưa mũi kéo vào nghiêng góc khoảng 3-5 độ và chúng ta sẽ tỉa tạo thớ nha. Ở bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Ở phương pháp này thì chúng ta có thể thấy là vuốt cái nó sẽ tạo thớ luôn đúng không ạ. Có nhiều bạn hỏi mình là học tóc có khó không. Xin thưa với các bạn là khó không khó và dễ cũng chẳng dễ nhé, tùy vào từng người thôi. Có nhiều người học 2 năm 3 năm 4 năm đến 10 năm, nhiều lúc là chúng ta đưa một kiểu tóc cũng chưa thể thiết kế ra được phong tóc mà khách hàng muốn. Nhưng mà có những người mà học khoảng 2 tháng 3 tháng thì người ta hoàn toàn có thể tư duy để có thể thiết kế ra được cái kiểu tóc mà khách hàng mong muốn rồi. Tại sao thế ạ? Tại vì cái thời gian học của mỗi bên nó khác nhau. Ví dụ như bên mình thời gian học là mình học 2 đến 2 tháng rưỡi là học full ngày nha, full tuần nha, nghĩa từ thứ hai đến thứ sáu sáng từ 8 giờ học đến 17 giờ, nghĩa 5 giờ chiều học từ 2 đến sáng thứ 7. Đó, thường thứ 7 các bạn lại đi cắt tóc thực tế ở bên ngoài nữa, ngoài việc là cắt tóc thực tế ở trên đầu canh này, sau đó tuyển mẫu thật về cắt thì các bạn còn đi cắt tóc ở bên ngoài. Chính vậy mà học hết 2 tháng rưỡi thì thời gian học nó rất là lâu nhé. Tại vì cứ dòng dã 2 tháng rưỡi như là học khóa thợ phụ thợ chính này thì các bạn học liên tục, ngày nào cũng học từ sáng đến tối đó. Và được rút kinh nghiệm liên tục khi các thầy các cô theo sát, ví dụ như mình nó theo rất sát. Đấy, các bạn thấy không? Lên và tỉa rất là chi tiết để các bạn có thể nhìn thấy và chúng ta sẽ làm nhá. Đó, nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến những khóa học trực tiếp của mình hoặc online của mình thì các bạn hãy nhắn tin mình ở bên dưới nhé để mình hỗ trợ thêm các bạn. Nếu các bạn muốn chuyên sâu về ngành tóc, muốn thiết kế theo yêu cầu của khách hàng nhé. Đó, ở bên này mình tỉa như vậy là cũng gần xong rồi. Đó, vuốt ra một chút, thêm chỗ nào còn dày chúng ta sẽ tỉa tạo thớ. Tỉa khi nào tạo thớ là ok, khi các bạn chạy vuốt về sau nó tạo thành thớ này. Khi các bạn cắt được như thế này và tỉa như này thì khách hàng về nhà người ta vuốt cũng ra hiệu ứng cũng tương tự như này nhá. Chúc các bạn ứng dụng thành công. Các bạn cần hỗ trợ thêm bài cắt gì nữa thì có thể comment bên dưới hoặc có thể tham khảo những khóa học trực tiếp hoặc online của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau nhé.